Ông già may mắn. Ngày xưa, ở một miền quê tại đất nước Nhật Bản, phía cuối một ngôi làng, có một mái nhà tranh nhỏ đơn sơ tuần toàn, đứng chờ vơ heo hút trong cái giá rét mùa đông. Ngôi nhà tồi tàn đó là của hai ông bà lão Taro. Hai ông bà đã gần 70 tuổi và không có con cái, chỉ ngày ngày lụi cụi bên nhau nhiều năm nay qua những ngày tháng tuổi già. Trong nhà, hai vợ chồng lão Taro đang ngồi giữa nhà. Bà lão đang tỉ mỉ vá một chiếc áo rách trên tay. Còn ông lão thì ngồi đối diện bà lão, nhâm nhi cốc trà nóng và cùng trò chuyện bên ánh lửa bập bùng với chiếc ấm đang sôi liu riu trên bếp lửa. Chợt, có tiếng giày giã bánh vang vọng trong đêm đông giá rét. Ông lão vui vẻ: "Bà này, thử dừng tay một chút xem, bà có nghe thấy tiếng chài đang giã bánh không? Tôi nghĩ chắc chắn là từ nhà của chú Kỳ Ma đấy bà." Bà lão ngừng tay, ngẩng đầu lên và chăm chú lắng nghe âm thanh của tiếng chày đang vang vọng trong không gian. Bà gật gù nói: "Nghĩ, mà đúng rồi, nhà cái chú Kỳ Ma ấy năm nào mà chả giã bánh Tết sớm nhất cái làng này ông nhỉ?" Ông lão nét mặt tươi cười, vẻ đầy lạc quan nói: "Tôi thích âm thanh này quá bà. Tiếng giã bánh lúc nào cũng là âm thanh báo hiệu tốt lành, phải không bà?" Bà lão cũng vui vẻ, tươi cười đáp lại: tôi cũng thích nghe tiếng giã bánh lắm. Ông này, nhà mình cũng phải kiếm gì chuẩn bị đón năm mới là vừa đấy ông nhỉ?" Ông lão vỗ đùi, đầy vẻ phấn khích rồi thốt lên: "Được, bà yên tâm. Ngày mai tôi sẽ gánh củi của nhà mình lên phố bán, kiếm chút tiền sắm sửa. Chúng ta sẽ đón năm mới sớm thôi. Trời lạnh thế này, chắc chắn củi của nhà mình sẽ đắt hàng lắm đây." Bà lão bất chợt tỏ ra lo lắng, nói giọng ái ngại: "Được thế thì mừng quá rồi. Nhưng mà ông này, đường lên phố xa đến cả chục dặm chứ chẳng có đùa. Mà thời tiết giữa mùa đông như thế này, trời có khi lại tuyết rơi. Ông đi đường sẽ vất vả lắm đấy. Tôi lo cho ông quá, liệu ông có đi nổi hay không? Tuổi ông đã già rồi, chứ không còn trẻ nữa đâu . Ông lão cười xòa, xua tan lo lắng của bà lão. "Ôi bà ơi, không có nhầm nhỏ gì đâu. Nhìn tôi thế này thôi, chứ tôi còn khỏe lắm. Bà yên tâm đi, không phải lo lắng gì sức. Bà đừng có lo tôi già, tôi còn khỏe hơn cả thanh niên ấy chứ. Gánh củi thì có là cái gì với tôi đâu." "Ông đi chợ rồi về sớm nha. Tôi nhìn trời có vẻ hôm nay chắc là có tuyết rơi đó. Ông phải cẩn thận đó nha." "Bà đừng có lo nha. Bà cứ ở nhà chờ. Tôi sẽ mua thật nhiều đồ dùng và thức ăn để nhà mình đón Tết. Năm nay chúng ta sẽ ăn Tết thật đầy đủ. Bà cứ yên tâm đi." Ông lão lấy hết sức gồng mình, gánh hai bó củi to lên trên vai, đi từ từ xuống cổng. Bà lão vẫn đứng dõi theo ông lão và gọi với theo dặn dò: "Ông nó ơi, đi từ từ thôi nha, nhớ cẩn thận đó nghe chưa?" Ông lão cố ngoái đầu đáp lại: "Tôi biết rồi mà, bà mau vào nhà đi kẻo lạnh đấy, tôi đi rồi sẽ sớm về thôi." Ông lão vất vả quẩy gánh củi to nặng, từng bước chậm rãi đi trên đoạn đường vắng gặp ghềnh. Có đoạn phải lên dốc khiến ông rất mệt. Sau một quãng đường dài, cuối cùng ông lão cũng đến được chợ. Ông lão nặng nhọc đi tìm chỗ trống. Tới một góc chợ, ông đặt gánh củi to nặng của mình xuống, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ông. Dòng người qua lại tấp nập, mọi người đi qua lại giữa các gian hàng, nhưng chẳng có một ai để ý và dừng lại trước gánh củi của ông lão. Ông lão nóng lòng sốt ruột nghĩ: "Sao mình ngồi cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy ai hỏi mua củi của mình? Chắc mình gánh đi rao một vòng, vậy có khi gặp may hơn." Nói rồi, ông lão bắt đầu quẩy gánh củi nặng nhọc bước đi rao củi. Ông lão
lách người qua những người đi lại trong chợ, dạo qua lại giữa chợ, miệng không ngừng rao: Ai mua củi không? Ai mua củi đây? Củi đây! Chẳng có ai hỏi mua củi của ông lão. Ông mặt buồn bã, nghĩ ngợi: Không bán được củi rồi, biết làm sao giờ? Mình và bà lão lại không có gì ăn Tết rồi. Bà lão đã chắc mẩm sẽ có tiền hôm nay, chắc bà ấy sẽ buồn và thất vọng lắm. Ông lão buồn rầu, lầm lũi gánh củi trở về. Trên đường đi, qua phía một gốc cây, ông thấy một người bán nón lá cũng đang ngồi buồn bã cùng với chồng nón chất cao bên cạnh. Người bán nón nhìn thấy ông lão đi qua, ngước lên hỏi: Ồ, ông lão bán củi đấy à, ông có bán được hàng không vậy? Ông lão buồn bã đáp: Tôi không bán được ông ạ. Người bán nón cũng thở dài: À, tôi cũng vậy đấy, thế là chúng mình đều không bán được hàng ông nhỉ. Này, ông có muốn đổi củi lấy nón lá của tôi không? Tôi đang cần củi để Tết này đốt lửa, trời rét quá mà nhà tôi hết củi rồi. Ông lão chợt nghĩ: Nhà mình cũng có nón rồi, nhưng thôi, ông ta đang cần củi, thôi thì đổi cho ông ta, để nhà họ có cái Tết ấm áp hơn, thì chẳng phải điều tốt sao? Rồi ông lão vui vẻ: Được thôi, dù sao ý kiến của ông bây giờ cũng là tốt nhất rồi. Ông cứ lấy hết củi của tôi đi, đưa nón của ông đây tôi mang về. Hai ông đang đổi hàng cho nhau, ông bán nón gánh củi, còn ông lão cõng số nón sau lưng về. Họ chào nhau vui vẻ: Chào ông nha, chúc gia đình ông một cái Tết an lành nha. Vâng, cảm ơn ông cũng vậy nha. Trên đường vắng, tuyết rơi nặng hạt, ông lão lầm lũi trở về, sau lưng cõng những chiếc nón lá. Gió tuyết thổi từng cơn trên đoạn đường vừa dài vừa dốc. Ông lão người dính đầy tuyết, vẻ lo lắng: Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, phải về nhà nhanh thôi, không thì không đi nổi trong bão tuyết. Trên đường về, những bông tuyết lặng lẽ rơi ngày một dày, làm cảnh vật xung quanh khoác lên một màu trắng tinh. Ông lão vừa đi vừa ôm vai co ro suýt xoa: Ôi, rét quá đi mất. Đang đi trên đường, bỗng ông nhìn thấy 7 bức tượng Jizo-sama đứng bên đường. Ông sững lại rồi dừng lại trước các pho tượng. Ông chắp tay thành tâm khấn: Cho dù con không có gì trong tay, xin gửi ngài phù hộ cho gia đình con được sống khỏe mạnh. Khấn xong, ông ngẩng mặt lên nhìn 7 bức tượng. Tuyết đã phủ đầy trên đầu và vai các bức tượng dày đặc. Ông lão hoảng hốt thốt lên: Ôi trời ơi, tuyết rơi dày quá, chắc các ngài lạnh lắm, để con hất tuyết xuống cho các ngài. Ông lão vội lấy tay cẩn thận gạt hết tuyết trên đầu và vai các bức tượng xuống đất. Các bức tượng đã sạch tuyết. Ông chợt nghĩ, rồi nhìn những chiếc nón và ngồi mở những chiếc nón lá ra. Ông đội những chiếc nón lá lên đầu cho từng bức tượng. Đến tượng thứ 7, trong tay ông đã hết nón. Ông sững lại: Ôi, làm sao bây giờ, thiếu mất một cái nón. Thoáng nghĩ, rồi ông liền cởi khăn trùm đầu của mình ra. Ông buộc khăn của mình lên đầu bức tượng Jizo cuối cùng. Ông lão mỉm cười nhìn bức tượng: Chúc các ngài một cái Tết an lành. Nói rồi, ông lão rời đi trong bão tuyết với cái đầu trần và không còn chiếc nón lá nào. Cuối cùng, ông lão cũng về được đến nhà. Ông đứng trước nhà gọi to: Bà đó ơi, tôi về rồi đây này. Bà lão ra mở cửa, mặt lo lắng: Ôi trời đất ơi, tôi mong ông mãi, tuyết rơi nặng hạt quá trời à. Chắc ông lạnh lắm nhỉ? Ông có mua được thứ gì đó không? Ông lão buồn bã đáp: Hôm nay củi không bán được bà đó à. Tôi đành đổi củi lấy mấy cái nón lá ở trên phố. Nhưng trên đường về, thấy các ngài Jizo-sama đứng giữa trời tuyết, tôi đã dâng hết cho các ngài ấy rồi. Bà lão nghe xong vui vẻ đáp:
Ôi, thế là ông đã làm được một việc tốt rồi đó. Không bán được củi cũng không sao đâu ông ạ. Thôi, ông mau vào nhà đi. Tôi nhóm lửa rồi. Ông đi vào ngồi cho ấm người. Ông lão và bà lão ngồi bên bếp lửa ấm cúng. Dù Tết này chúng ta không có gì, nhưng mà tôi và ông vẫn được khỏe mạnh và sống cạnh nhau đến tận bây giờ là tốt lành lắm rồi, phải không ông nó? Ông lão vui vẻ trả lời. Đúng rồi bà, là nhờ các vị thần đã ban phước cho chúng ta đó. Đang nói chuyện thì bỗng có tiếng cộc cộc gõ cửa. Hai ông bà ngạc nhiên nhìn nhau. Ai đến giờ này ông nhỉ? Ông lão bảo. Bà để tôi ra mở cửa xem. Ông lão vội vã tiến về phía cửa, trong khi cánh cửa vẫn đang lay động cùng tiếng cốc cốc gõ cửa. Đây, tôi ra ngay đây, đợi một chút thôi. Ông lão mở toàn cánh cửa ra, ngó nghiêng hai bên, nhưng không hề thấy một ai. Cận dưới chân của ông, một mâm đầy thức ăn và bánh gạo đặt trước cửa. Ông lão nhìn chằm chằm vào mâm thức ăn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông hết sức sửng sốt. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Bà lão cũng lập cập chạy ra chỗ của ông lão và hỏi. Ai vậy ông? Hai người nhìn mâm thức ăn trước cửa đầy ắp thức ăn và cùng hết sức sửng sốt. Ôi, nhiều đồ ăn quá! Là ai? Ai đã đặt trước cửa nhà mình vậy ông nó ơi? Thật không thể tin được. Tôi cũng không hiểu nổi chuyện gì. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Chợt, có tiếng của các vị thần Jizo vang vang trong không trung. Hỡi ông lão, bà lão tốt bụng hiền lành, đừng hoảng hốt. Phía trước, hòa lẫn trong đám tuyết rơi, hình ảnh bảy vị thần Jizo hiện ra trước cửa nhà mỉm cười nói. Đây là quà mà chúng ta tặng cho vợ chồng ông. Hai ông bà hãy cùng nhau đón một cái Tết ấm áp và an lành nha. Hai ông bà quỳ xuống cúi đầu cảm tạ các vị thần. Chúng con đội ơn các ngài. Xin cảm tạ tấm lòng các ngài đã phù hộ cho chúng con và mang quà đến cho chúng con. Những tia sáng lấp lánh trên không trung và long lanh trong mắt hai ông bà lão. Hai ông bà bê mâm đồ ăn lên và đi vào nhà trong sự sung sướng mãn nguyện. Vậy là hai ông bà lão hiền lành ấy đã cùng nhau đón một năm mới no đủ, ấm áp với những món quà tạ ơn của vị thần tốt bụng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!